Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Thì hôm nay mình sẽ đến với một cái tiết mục mới. Nói chung là cũng mới gì đâu. Bây giờ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình thường mình sẽ lên cái kiểu như về trận này. Hôm nay mình sẽ nói về trận nha. Trận với lại một số con bé mà cập nhật sao nhưng mà mình vẫn chưa nói ấy. Cho những bạn nào chưa biết cũng như là tại sao về khắc trận này kia đấy, về trận về lính nha. Cũng đại loại cũng khá là dễ thôi cho những bạn nào chưa biết, còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua giùm mình. Tại vì nhiều bạn thắc mắc là mình lên lính huyết nhưng mà mình vẫn đổi trận khi mà nghịch lính. Thì ở đây thì lúc trước nó thật là những kingdom mới, có thể là những kingdom mới thì các bạn lên huyết các bạn không cần đổi trận nghịch lính, nó cũng bình thường, nó cũng ok lắm. Nhưng mà từ sau cập nhật khoảng cái đó là trước, cái thời gian đó là mình làm hồi trước rồi, trước khi cũng lâu lắm rồi đúng không? Bây giờ nó có tay năm bét năm với lại khắc chế này kia đó, lên khắc chế này kia rất là cao rồi, thêm cổ vật nữa, cổ vật sau nhà nè nó rất là cao rồi, rồi thêm cham được cập nhật lên sao nữa thì nó rất là thốn. Về những bài cập nhật mới như là tay năm, thứ nhất là tay năm thì cái lượng các bạn biết là nếu mà mình chấp solo hoặc là chấp rally, nếu mà các bạn có T2, T3 thôi thì mình nghĩ là nếu mình nghịch lính á, khoảng cách lực sát thương từ T5 nó rất cao rất nhiều lần so với T2, T3. Và nếu các bạn nghịch lính là bài hạt chắc luôn, bảo là dễ ăn lắm, dễ bài hạt lắm. Tại vì nói chung là mình death thì mình chịu thiệt, với lại mình thường mình sẽ phân đều ra cái ATK của ba loại bộ cung kỵ, mình phân đều ra chứ không có như một loại người ta, còn người ta đi một loại, người ta đặt mạnh thế mạnh về một loại nha, rồi kiểu người ta đâm vào và nghịch lính mình nữa thì mình rất là thốn. Cái cơ chế nghịch lính thì chắc nhiều bạn cũng biết, nếu mà các bạn mới chơi thì cũng hiểu luôn là nó sẽ là khắc chế. Đây là bộ khắc chế của game Lost Mobile, mà bạn nào nếu mà bạn nào mới chơi thì có thể là tham khảo cho mình. Ở đây thì bộ sẽ khắc được cung, đấy, bộ khắc cung này mũi tên là khắc nha, là nó sẽ lợi thế, khắc là chế gọi như có lợi thế đấy. Bộ khắc cung, cung khắc kỵ và kỵ khắc bộ, còn tất cả ba loại đều khắc máy bắn đá, máy bắn đá thì khắc cái tường thành. Cái này thì hồi trước mình cũng làm rồi. Ở đây thì kiểu như bộ cũng khá là dễ, kiểu như thường thì các bạn sẽ, mình sẽ khuyên các bạn nếu mà muốn lên á, một là các bạn lên quyết bộ hoặc là quyết cung, quyết bộ hoặc quyết cung nha. Còn nếu mà hoặc là có thể là bạn nào kỹ năng cao mà mình đổi chọn và mình không muốn death, mà kiểu như muốn death nhưng mà không thể tiếp viện ấy, thì các bạn có thể là lên ba loại, đó là cái cao nhất ba loại nha. Tại khuyết thì mình chỉ dành cho những bạn là mình chơi kiểu mình muốn chia thiệt hại là thứ nhất, thứ hai là chia thiệt hại với lại tập trung một loại thôi các bạn. Mình kỹ năng mình đổi chậm không nhanh á, nên mình có thể là mình xài cái kiểu loại khuyết. Nhưng mà nếu mà kỹ năng các bạn cao rồi, ok rồi thì các bạn có thể là lên ba loại. Tại vì ba loại là lợi thế cao nhất. Với lại thường á, các bạn hỏi là tại sao mình chỉ lên chọn bộ và cung, khuyết bộ hoặc khuyết cung. Đấy. Các bạn xoay chọn, nếu mà có ba loại thì các bạn vẫn xoay bình thường, còn nếu mà khuyết bộ khuyết cung á, thường các bạn sẽ không nên lên khuyết kỵ. Tại vì sao? Bộ cung nó rất là ok nha. Nhưng mà nếu mà kỵ, kỵ tốc độ nó đã nhanh, kỵ thì phải nhanh rồi nó đúng không? Thì nếu mà kỵ các bạn để chọn kỵ, tại vì khuyết thì các bạn thường sẽ để chọn chọn phương chọn kỵ trước để mà nhàn răng trước để mà thủ. Thì nếu mà các bạn đét chặn kỵ, kỵ tốc độ nó đã nhanh rồi thì sau khi kỵ nó đã xong lên chặn, nó xong lên chặn của người ta thì bộ và cung của mình vẫn chưa lên thì nó đã mất một phần nhuệ khí rất là cao rồi đó. Mình thiệt hại về kỵ nhưng mà hai loại kia nó vẫn chưa lên, đó là lý do, một phần lý do để mà mình không nên lên khuyết kỵ. Còn khuyết bộ và cung này các bạn có thể là xài ok hơn, tại vì kỵ nó nằm ở ngay đây này, kỵ nó nằm ngay đây thì nó kiểu ok đúng không? Còn nếu mà các bạn lên xoay chọn thì mình nghĩ là về xoay chọn thì sẽ ok nhất, tại vì mình không cần phải tiếp viện. Hoặc là nếu mà các bạn muốn kêu tiếp viện
thì mình nghĩ là chấp solo các bạn không cần cứ tiếp viện đâu, nói chấp solo mà mình bay tới bay lui thì kia tiếp viện nó phiền lắm. Còn chấp rally á thì mình nghĩ là các bạn nên tiếp viện mid T2 hoặc là mid T4, mid T4 T5 cũng được. Một phần lý do để mà mình nên đổi trận sau khi những thời gian gần đây đó là những cái thời gian cập nhật mới, là thứ nhất là T5, mình nói lại nha, T5, B5 rồi khắc chế, rồi khắc lính. Kiểu khắc lính là cái này nè các bạn, khắc lính là đầy sẵn này nha. Còn khắc chế là ở trong phần nghiên cứu ấy nó sẽ tăng lên 30% cho các bạn trong phần quân đội. Mà bạn nào có nghiên cứu thì sẽ biết, hãy khắc chế 30% nha. Nếu mà nghịch lính thì mình thốn 30% đó thêm cộng với khắc chế khắc lính. Rồi T5, B5, rồi sau nhà, về cái lực sau nhà. Rồi vật cổ vật, đấy, về phần cổ vật cũng như là thêm về cái phần là ATK mình chênh lệch khá là cao ấy. Thì các bạn tại sao là mình vẫn nên luôn nha các bạn. Ở đây là mình nên, còn những bạn nào ở ca nhỏ các bạn có thể dead mà không cần đổi cũng được. Nói chung là mình dead khuyết thì mình chỉ dead được một phát đến 2 phát thôi. Còn số lượng các bạn có ít lính nha, nhiều lính thì mình không biết, không chắc lắm. Còn nếu mà các bạn xoay trận các bạn có thể là dead liên tục nhiều phát. Mình nên đổi trận tại vì lý do một phần về tiếp viện, một phần nữa là về tiếp viện. Các bạn cũng biết là mình sẽ có một mờ tiếp viện. Ở đây mình chưa nghiên cứu lên cái này nữa ấy. Nó sẽ có hơn một mờ máy ấy. Thì sẽ có một mờ lính nha. Một mờ lính tiếp viện là sẽ là T4, T5 hay sao đấy. Nhưng nếu các bạn, trong cái trường hợp các bạn lên khuyết, các bạn lên khuyết T4, T5 khuyết T4 nha, thì đồng đội của bạn sẽ tiếp viện T4, T5. Trong khi đó là người ta sẽ được chia 50% thiệt hại cho quân tiếp viện. Nếu các bạn đét đúng cái trận đó, ta sẽ chia 50% quân tiếp viện. Thì mình nghĩ là nếu mà trong cái trường hợp bị chết, bị thương cả T4 lẫn T5 là rất là thốn. Trong khi nếu mà mình đét á, thì nếu mà mình đổi trận thì mình thiệt hại khoảng 2MT2 đi. Mình bay 2MT2 đi. Nhưng mà nếu mà các bạn để nghịch lính có thể là bay 2MT4 nha. Cái này là khẳng định luôn, bảo đảm. Bay 2MT2 là trong cái trường hợp là bay luôn nha. Còn bị thương với thánh đường thì mình chưa tính. Hình xui nói chung là tùy cái. Nhưng mà bay 2MT4 thì sẽ có một M của các bạn đi và một M của trong tiếp viện đi. Mình nghĩ là cái trường hợp mà ác nhất là tiếp viện T5 trong những cái trường hợp mà các bạn không có khả năng dead rally. Nhiều cái trường hợp này thì chắc là nhiều bạn sẽ biết, đó là nhiều thành viên có nghĩa là ảo tưởng sức mạnh hay sao đấy. Trong khi lính khoảng 1M hơn 800k, cái này là trường hợp mình đã gặp rồi nha, 800k lính nha, 1M hơn 2M gì đấy, thì khi mà bị rally á, các bạn ấy không, kiểu như không chịu băng bung cái quy mô quân đội lên các bạn. Trong cái trường hợp mà ít lính các bạn có thể là gửi lính thì các bạn bung quy mô quân đội lên, đấy, bung 50% lên. Rồi các bạn giấu hầm với lại 6 đạo, 5 đạo là được khá là ok rồi. Nhưng mà nhiều bạn lại không giấu mà là 800k một bờ máy quay ngang kêu tiếp viện. Đã có nha, rất nhiều trường hợp này. Và mình cũng đã từng bị 2-3 lần ấy. Chỉ mình không check, đâu có check trong guild là mình hỏi có bao nhiêu lính dead được không. Thì bạn ấy bảo là ừ dead được, bảo đảm dead được luôn, cứ tiếp viện đi. Thì tiếp viện 1M và bạn ấy để đúng cái trận quân tiếp viện luôn, là trận bộ. Trận bộ nha, và quân tiếp viện đều là bộ. Còn bạn ấy chỉ có dọn dẹn 800k T4, T2, ít đó. Nhưng mà bộ thì nguyên dàn bộ hơn 1M. Và thấy rally thì mình nên tiếp viện. Có nhiều anh chị vẫn tiếp viện T5. Tiếp viện T5 xong cái bị đâm bay hết vào bộ luôn. Nói chung là hết quân luôn các bạn. Quay ngang mới giấu lính. Chỉ còn có vài trăm k, một 200k gì đó mình không nhớ, lâu lắm rồi. Thì giấu lính. Lúc đó thời đó là T5 nó mới ra ấy. Và quay ngang giấu lính thì hết một dàn T5 của quân tiếp viện nằm viện hết các bạn. Và các bạn biết là T5, T4 là nâng cấp để lên T5 ấy. Nhưng mà T5 thì được chữa qua cái đá mặt trăng. Và nếu cái thành viên nó không có đá mặt trăng là dễ ăn, dễ chết nha. Với lại tội người ta lắm, thật sự, ác lắm.
chơi vậy là không ai chơi lại hết á. Ít lính thì cứ giấu đi, cái này mình đập, mình đập xong cái bây giờ mình mắc xe lại cái đồng này, mình đập xong mình mắc xe lại, mình đang ken lại lính, mà mình đang ken lại lính đấy. Còn một phần là những cái khắc chế này, chúng ta sẽ lên về khắc chế. Nếu bạn nào có điều kiện thì có thể lên khắc chế, rất là ok. Nếu mà các bạn đổi trận sẽ được cộng thêm khắc chế này. Ví dụ như là như bạn vẫn hiểu nhầm về cái quy mô khắc chế này nha, tại những bạn mới chơi thì sẽ không biết ha. Bạn nào biết rồi thì nói chung là bạn nào biết rồi thì bỏ qua clip này cho mình cũng được. Bộ cung nha, bộ cung là tăng sát thương gây bởi bộ lên cung. Nhiều bạn hiểu nhầm về cái chỗ này, thủ địch nè, lên cung thủ địch nè, và giảm sát thương cung lên cung thủ địch lên bộ. Có nghĩa là mình dead, mình thí dụ mình dead đi nhé, mình dead tại vì thường mình dead nhiều hơn, mình dead bộ người ta đánh cung, mình để chặt bộ, mình dead bộ luôn đấy, người ta đánh cung thì mình sẽ được tăng 30%, 30% nhé, 30% sát thương lên bộ của bộ mình, lên cung của thủ, cung thủ của giặc đấy, là kiểu như sát thương của mình sẽ được tăng lên. Và giảm sát thương của cung, cung của người ta, giảm sát thương lên bộ của mình. Nó vậy đó, là con bộ nó khắc cung này, cái hình bộ khắc cung ấy. Thì cái này cũng tương tự thôi, nhiều bạn hiểu nhầm về cái kiểu như là, vẫn nhiều bạn hiểu nhầm nha, chứ không phải là không có. Là tưởng bộ cung khắc chế tăng này lên là kiểu như người ta đi bộ, mình đét cung mình vẫn không sao, mình được cộng 30%, là nhầm to, toàn. Toàn cái này toàn nha. Rồi cần cổ vật T5 này kia thì nói chung là nhiều bạn biết rồi nhé. Thì cái này cũng ra khá là lâu rồi đó, nên các bạn cứ chú ý về cái mục này. Chung là mình nên có điều kiện. Nếu mà ở trạng bình thường những ca mới thì các bạn có thể là lên lính khuyết, giống như cái mấy cái ạc mini chat mà mình thường làm video. Còn bạn nào nhanh tay, kỹ năng cao, tốt thì các bạn có thể là lên thêm để mà mình xây trận cho nó ok hơn. Bất kỳ là chat solo hay là chat rally này, mình xây trận thì vẫn ok hơn. Còn vấn đề về trận một tí mình nói lại. Ở đây thì mình đã làm một cái clip riêng về trận rồi, nhưng mà tại lâu lắm rồi mọi người, mình cũng nói lại một tí. Là sẽ có nhiều bạn nghĩ là người ta đi trận gì. Thật sự là mình sẽ không đoán được, gần như là không đoán được người ta đi trận gì cả. Nó cũng không cần phải biết nhiều về nó, tại vì người ta đánh người ta đi chia một loại thôi. Nếu mà người ta đi ba loại mình phải cần thống trận, nhưng mà đoán đại thôi mọi người, chứ cũng không để không biết là người ta sẽ đại trận gì đâu. Cái đó là không có cách nào để dò tìm được hết, không có cách nào để dò tìm là người ta đi trận gì hết, nên các bạn chú ý. Còn nếu mà nói về người ta đi lính trận, ở đây là theo quy mô hồi nãy mình nói là kỵ khắc bộ, bộ khắc cung và cung thì khắc kỵ nó, nhưng mà trận thì nó sẽ không khắc với nhau nha. Ví như là trận bộ, trận kỵ nó sẽ không khắc trận bộ, các bạn nhớ nha, trận kỵ nó sẽ không khắc trận bộ. Tại vì mình nghĩ là người ta đi, ví dụ là người ta đi cung nhưng mà người ta để trận bộ, ai cấm ai cản gì đâu, đúng không? Người ta đi lính cung nhưng mà ta để trận bộ, đó là không. Các bạn hỏi là người ta đi trận cung, người ta đi trận cung là kệ người ta, nhưng mà người ta đi lính kỵ được không? Được, bình thường mọi người đấy. Đấy, các bạn không nên tư tưởng nhầm cái này. Còn cái kiểu như trong bài bộ á, bên công trận ấy, nó sẽ chia lên hai loại, nó đều lên nha mọi người. Nhưng mà sát thương gần như nó tập trung vào bộ nhiều hơn là cung, nhưng mà chuyện nó sẽ chia thiệt hại hai loại luôn á. Đấy, nó đánh một lần hai loại, thích hợp cho những bạn nào mình đón trận. Thường mình sẽ xài nếu mà chat solo mình có thể là mình một số hàng mình sẽ xài về công trận nhiều hơn. Như trường hợp là nếu các bạn dead bộ, dead bộ nha, nếu mà mình để phương trận bộ, người ta có đi kỵ, nếu mà người ta đi kỵ mình sẽ bay dàn bộ, rất là dễ thua. Vậy thì thường mình sẽ để lại là trận công trận bộ. Thì nếu mà người ta có đi kỵ nó sẽ một phần thôi, nhưng mà mình vẫn có cung mà đánh người ta, vẫn có cung mà đánh kỵ nha. Còn nếu mà nó đi bộ á thì mình chịu nha, nó đi bộ thì dàn bộ mình vẫn thua ấy, dàn cung mình đi luôn ấy, nó ngại. Nói chung là đón
Quan trọng là các bạn soi lính thôi chứ không phải là đón cận nhiều. Cận thì các bạn tùy mỗi người xài khác nhau. Chứ không có nói được là mình nên để chặn gì sớm đâu, chung là tùy mỗi người. Nhưng mà nếu các bạn lên quyết thì các bạn mình vẫn để chặn bộ như thế này, mình để gì thôi chứ tới lúc death mình vẫn đổi bình thường. Nên đấy là về chặn, như là mình sẽ nói một số về bet, bet lại nha, bet nữa. Bet thì dành cho những bạn nào chưa biết thì mình có thể là mình sẽ mở kỹ năng. Nói chung là nhiều bạn hỏi là tại sao là mình có thể là mình để ô bet, để bet như thế này, kiểu như để có trang bị bet vô cái trận chiến, ra cái chiến trường ấy. Thì các bạn nên về cái mặt nghiên cứu, các bạn vào học viện giùm mình nha, học viện nha, các bạn vào về trận chiến cộng sự, kéo bạn xuống là trận chiến cộng sự. Ở đây thì lúc mà mình chỉnh app lại á, thì con app này là mình xài riêng, tí mình chỉnh video riêng á, nên nó sẽ bị mắc cái con chuột, ác lắm mọi người, ác quá. Đấy, thì sẽ là vào trận chiến cộng sự. Các bạn nghiên cứu là trận chiến cộng sự 1 này là nó sẽ mở một ô. Rồi trận chiến cộng sự 2 thì nó mở hai ô. Đấy, vậy đấy thì các bạn có thể là mở để bet vào. Đó là ô để bet nha, mình lên tới 4 rồi. Còn 5 thì chắc mình lên không nổi rồi, mình sẽ bỏ luôn. Nói cái này chắc có thể là thôi từ từ cho mọi người. Hạt cô bốc lắm mọi người. Nói chung là hạt thì mình cày không à, cày chay toàn bộ. Hạt này chưa có ngoài cái gói nạp và đầu, gói nạp đầu để mà lấy con hoa hồng á. Mà cái chị lúc đó là chị ấy cho hạt mình thôi, cái hạt này là mình được cho nha, rồi năm băng cụ cho. Đấy, thì chị ấy chỉ nạp gói đầu nhận hoa hồng xong rồi, không có nạp gói gì nữa hết á. Nên nói chung là chay được toàn bộ luôn. Đây. Còn về cái phần là bet thì mình sẽ được trang bị, như là nhiều bạn sẽ hỏi là trang bị lên như thế nào. Các bạn bấm vào con bet, nó sẽ có cái kỹ năng là bên đây là kỹ năng đúng không, các bạn nhìn chữ cho mình nha. Tại con chuột nếu mà mình lên app á, mình chỉnh lại thì nó mất con chuột của mình rồi. Tại vì nếu mà dùng app gateway thì nó khá là phiền. Đấy thì kỹ năng app kia nó bị lỗi thì nó sẽ có kế bên là năng lượng quân đội. Ở đây là năng lượng quân đội nha, các bạn gõ qua giùm mình. Nó sẽ có kỹ năng, các bạn dùng đá đỏ đấy rồi mở kỹ năng này, đá đỏ để mở nha. Đá đỏ là gì? Đấy, nói chung là các bạn lên đủ mạnh, đủ mạnh để nâng cấp. Mình sẽ kiếm một con nào mình chưa lên thôi. Đây tử thần, các bạn sẽ có mảnh nha, 200 mảnh này, 407 trên 200 mảnh các bạn sẽ nâng lên cấp. Nó để là cấp tối đa là 50 đúng không? Các bạn nâng cấp cho đến khi nó để là cấp tối đa. Đấy, cấp tối đa là 60 là các bạn được. Đấy, nó để là cấp tối đa là 60 này, giai đoạn kỳ cụ nè. Thì các bạn nâng cấp kiếm đủ mảnh để nâng cái này trước. Rồi qua về năng lượng quân đội các bạn nâng sao. Thì nói chung là trên cấp 50 là các bạn có thể sử dụng kỹ năng của nó. Và con nào mình có thể mình chưa lên ta? Ở đây. Đây, năng lượng quân đội thì các bạn có thể là dùng đá đỏ để mà các bạn lên. Đá đỏ nha. Mình sẽ không bóp răng đâu mọi người, lỡ tay mà chết. Mình định lên thêm con này. Đây, đá đỏ. Thường là mình kêu đá đỏ thôi chứ thật ra nó là quả cầu năng lượng ánh sáng. Thường ai cũng sẽ kêu đá đỏ là thường nhất. Heo đá đỏ, đá vàng này kia. Đá vàng thì dành cho mấy con như là sư điểu. Đấy. Đây, đá vàng nha, nó là dành cho sư điểu. Còn nếu mà về đá đỏ thì các bạn có thể là nói về con này. Đây các bạn nếu không đủ có thể mua, nhưng mà thường thì các bạn không mua cần mua về đá này đâu, nó khá là tốn. Các bạn nghĩ là 77 đá nó gần 100 đá đúng không? 77 đá thì nó gần tới nhiều đá của mình này. Đấy, nó 7 lần lên 100 mấy chục k. Nói chung là thốn lắm mọi người, thốn lắm. Nên các bạn không cần phải mua, không nên mua nha. Tại vì trong cái thường cấp thì thường là sẽ có cái mục về cày sự kiện, địa ngục cũng có nè, với lại một số sự kiện như đổi quà, với lại thêm cái phần là mình đổi đổi thuyền ấy, đổi thuyền nó cũng sẽ thường sẽ ra. Đấy, thì các bạn không cần phải mua về cái đá này, dùng là tùy duyên mà có thôi. Đá này thì các bạn nên mở về nâng cấp kỹ năng quân đội. Đây là mình chưa mở con này nè, các bạn đủ mảnh nè, mình 77 trên 80, 3 mảnh nữa mình sẽ mở được con này đúng không?
Các bạn sẽ mở khóa cái đó là sẽ được một cái ô kỹ năng. Trên này nó có không? Chưa, không có. Đang canh ngồi canh kiếm được ba đá, mở một con nữa. Đấy thì các bạn sẽ mở kỹ năng ở đó và các bạn nâng cấp lên. Nói chung là cấp mỗi con một khác. Các bạn nên xem lại một số pet thủ thành nhé. Nói chung là tùy theo mỗi người. Pet thì pet nó sẽ lên khác nhau chứ không phải là giống nhau. Hoặc là các bạn để lên những con pet như là mình giới thiệu lại nha. Nếu các bạn lên xây trận hay là mình pet, nếu mà chat solo á thì các bạn nên lên 1 đến 2 con pet là cùng. Tại vì may khá là cao, mình không nên xài là một quỷ một gạo với lại là quỷ nước. Đấy là hai con này các bạn nên xài thôi. Hai con này nha. Đây, nếu như là quỷ nước là ok đấy. Hai con này là ok khi cho các bạn là lên chat solo. Còn lên nếu mà lên chat rally thì có thể là dùng người tuyết này, kỹ sư này với lại thần lùng giữ cửa cổ này, đấy. Đọc giữ cửa hoài, đó là ba con. Còn mình muốn giới thiệu lại cho những bạn nào mà chưa biết, đó là pet 3 đã được cập nhật lại. Cập nhật lâu rồi nhưng mà mình không có lên clip nên mình cũng không có nói luôn. Đấy thì pet 3 nó được cập nhật lại nha. Đó là con đạo sĩ, pháp sư chuột chuỗi với lại tê giác. Đây là ba con lúc trước thì nó đã không có cái kỹ năng đi đánh nhau. Đó là kỹ năng này. Đấy, đây là kỹ năng được cập nhật sau này. Đây thì dành cho những bạn nào mà chưa biết, cái này là chưa biết thôi nha. Thì các bạn có thể là nói chung là deck khuyết các bạn có thể dùng. Với số lượng ít, chủ lực thì ít thôi, nói chung là khoảng 2-3 mờ thì các bạn có thể dùng. Tại vì nó được ok lắm. Nó tăng ATK kỵ binh, nhưng mà khuyết thì mình nghĩ là không cần lên con này đâu. Tại chả ai lên khuyết kỵ cả. Lên khuyết kỵ dễ toan ngạt lắm nha. ATK kỵ lên, các bạn có thể là dùng để đi công cũng được. Đi công sẽ ok lắm. Tăng ATK kỵ thêm 60% và HP. Chiến trường thì mình cũng đã từng nói là thường sẽ là ATK và HP là ok nhất. Nên các bạn con này là khá là đẹp luôn. 60% cho ở cấp cấp số 10, cấp 10 nha, là 60%. Con này là tăng về kỵ. Còn đạo sĩ nó sẽ tăng về cung. Đấy, ATK cung lên 60% khi 5% quân. Đấy, 5% quân cung hắc thủ là mình sẽ mất đi 5% quân cung để mà nó sẽ được kích hoạt trong vòng 15 giây. 15 giây là nhiều đó mọi người, đừng có bình thường. 15 giây là nhiều đấy, đánh cái này không có dài, không có dài đâu, một phút thường 1 phút 30 giây thôi mà 15 giây là nhiều rồi đấy. Con này nó sẽ tăng về bộ nhé, nó càng cổ luôn, tăng về bộ 60%. Nói chung là cũng khá là ngon cho nhìn dành cho những bạn nào mà death quick hoặc là có thể là đi công là ok nhất. Ở đây sẽ clip này chỉ nói sơ sơ về mấy cái cơ bản thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Còn thật sự thì những video mà death á giờ này mình cũng không lên là tại vì gã kèo không ai đánh á, không qua không một ai ngó luôn, thậm chí là thám không thèm thám nữa, đánh đấm gì mình đang đợi tích di chú qua ca khác này. Nên chắc là trong thời gian gần đây nếu mà được thì mình sẽ gã kèo đi kèo liên tục, tính là hôm nay mình bỏ chống thám luôn á. Hồi tối bỏ trong thám 2 tiếng đồng hồ ngồi chả ai thám, không thám luôn, buồn quá. Nên dạo này mình sẽ đã không lên được clip lost mobile, nói chung là hơi buồn. Trời, mình đi gà kèo cũng buồn lắm chứ, gà mấy ngày liên tục cũng không ai đánh là thấy buồn rồi đó. Nói chung là cũng sorry mọi người, kênh mà nó tụt ten ten luôn, không lẽ ai mà muốn. Cái nói chung là YouTube thì làm về đam mê chứ nói chung không có tiền bạc gì đâu mọi người. Nếu mà bạn nào lên làm YouTube thì các bạn sẽ biết nó không có tiền bạc gì đâu, đủ mấy ngàn thôi, đủ ăn sáng không, chắc không đủ ăn sáng, không đủ ăn sáng, một ngày là không đủ tiền ăn sáng. Các bạn có thể là để lại những thắc mắc của mình về game này, nói chung là bạn nào mới chơi thì có thể là mình comment lại nha. Bạn nào thắc mắc cái gì á, về vấn đề gì các bạn có thể là để lại comment, mình sẽ cố gắng rep tất cả các comment. Để thương kênh mình thì mình rep tất cả mà, rất thường luôn. Mình rảnh nhiều lắm, rảnh về cái phần rep comment lắm. Mà trong vòng khoảng có khi là một số bình luận nó bị lọc á, bị lọc ra, mình lọc xong mà nó vẫn không có, rồi tới mấy ngày sau nó mới hiện lên, có khi 3-4 ngày, có khi có tuần. Đấy, nói chung là hình xui thường thì mình kiểm tra lại nhiều lần. Nên cái việc mà mình rep comment các bạn chắc là trong ngày nhiều, thường là trong ngày, trong 24 giờ đầu tiên mình sẽ rep nhiều hơn.
Còn những anh chị nào mà đã chơi game nhiều, có kinh nghiệm ok rồi thì cũng bỏ nên bỏ qua clip này giùm em. Tại vì kiểu mình chỉ chia sẻ cho những bạn mới chơi thôi, đấy, những điều cơ bản cho những bạn mới chơi thôi. Chứ những bạn mà chơi lâu rồi thì nói thật là cũng không cần phải xem những video như thế này. Đấy là thân nhớ thứ hai là mình chia sẻ cho những bạn mới chơi. Thường thì những kênh khác ít khi nào mà người ta chịu chia sẻ lắm. Nói chung là mình vẫn về những người cày chay thì chịu thiệt thôi. Chắc là trong thời gian này mình sẽ chuyển hướng mình làm một số con game khác nữa, cũng mong các bạn ủng hộ mình. Mình có làm thêm một cái kênh YouTube về nhạc đấy, nhưng mà mấy năm mình vẫn không ra clip được là vì đang ăn mấy cái bản quyền này. Đánh ba cái là sập kênh ấy, nhưng mà mình mới ăn cũng ba cái thì... nhưng mà bản quyền không bị cảnh báo các bạn. Với lại kênh mình cũng bị cảnh báo một lần nhưng mà chưa bị gãy. Đó, tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ cũng như là mình biết thêm nhiều về game. Với lại cáp bị đứt á mọi người. Cáp đang bị đứt á nên mọi người gã kèo cũng cẩn thận những cái lúc mà game lag. Bye mọi người.